Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ tập bài tập superset tập cơ toàn thân. Mình sẽ có hai động tác, mỗi động tác là tập 45 giây, sau đó sẽ làm liền thêm một cái 30 giây và bài tập sẽ khoảng tầm 30 phút. Mọi người sẵn sàng chưa? Nào, bắt đầu nha. Rồi, động tác đầu tiên ấy, hôm nay mình sẽ cho tập ngược một chút, là mình sẽ cho tập thân trên, sau đó tập core, sau đó mới tập thân dưới nhá. Đầu tiên sẽ là walking to shoulder tap, sau đó sẽ đến knee to elbow plank. Nào, bắt đầu. Một nhầm 60 giây, chúng ta sẽ tập 60 giây trước các bạn ạ. Đây. Đập tay vào vai 4 lần, sau đó bò trở về. Đó, đứng lên. Sau đó làm lại. Bò về phía trước này, tay chống thẳng dưới vai, người tạo thành một đường thẳng, siết cơ bụng, siết cơ mông, đẩy dồn lên trên cao, sau đó bò về, dồn trọng tâm vào gót chân rồi đứng lên. Vì đây là bài train nên mọi người cứ làm chậm thôi, chúng mình sẽ tập cơ chứ không có tập vào cardio, không cần phải tập cardio, nên mọi người làm chậm để cảm nhận từng cái nhóm cơ của mình nó hoạt động như thế nào. Khi bò về phía trước thì mông của mình không có được lắc, giữ ổn định phần xương hông lại. Và khi mà các bạn chạm tay vào vai thì các bạn thở ra, siết chặt và dồn lại. Đó. Rồi. 30 giây tiếp theo, knee to elbow, ta sẽ giữ ở đây này. Đây. Co đầu gối, đầu gối hướng về phía khỉu tay, duỗi chân ra và lặp lại, đổi chân kia. Bài này thì tập cho phần core và phần vai. Mỗi khi mà các bạn tập thì các bạn thở ra, thở ra, đẩy rốn vào trong, bó chặt cơ bụng lại. 8 giây nữa. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Sau đó thì mình sẽ nghỉ 30 giây. Nghỉ 30 giây. Chỗ động tác tiếp theo mình viết vào đây nên là mình cần phải đọc ở trong này, vì lúc tập đau quá không nhớ được. Push up hold, chúng ta sẽ chống đẩy, giữ ở dưới 5 giây hoặc và 30 giây tiếp theo là kneeling push up. Mọi người hãy chuẩn bị tư thế trước nhé. Hai tay mở rộng bằng mép thảm này, ngón tay hướng thẳng ở phía trước này. Các bạn có thể hạ đầu gối xuống để chống đẩy, hoặc các bạn có thể nâng chân lên. Nào, khỉu tay hướng về phía góc nhà, giữ 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi đẩy lên. Khi làm như thế các bạn phải siết chặt mông, rốn đùi vào, người tạo thành một đường thẳng, vai đẩy ra xa tai. Khi mình đẩy lên mình hơi ép khỉu tay vào phía trong nhá, cái hướng khỉu tay vào phía trong. Tiếp tục này, xuống hít, lên thở. 30 giây nữa, xuống hít, giữ 1, 2, 3, 4, 5. Ngực sát mặt đất luôn. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Không được võng lưng khi đẩy lên, mình phải đẩy rốn lên trước. Ok, nghỉ 30 giây tiếp theo là hạ đầu gối xuống và chống đẩy nhanh nhá. Xuống hít, lên thở. Xuống hít, lên thở. Ngực xuống sát thảm. Tập chống đẩy là phải tập cố gắng ấy, liên tiếp đều đặn mỗi ngày thì mọi người sẽ 5 giây nữa. Một lần nữa. Rồi. Ok. Tiếp theo sẽ là hai động tác tập cho phần core, là bear crawl và mountain climb. Mountain climb mình sẽ chạy thật nhanh nha mọi người. Chạy thật nhanh để tập cho cái phần cơ bụng này, nên là mọi người phải đẩy tăng tốc độ lên. Bear crawl nào, sẽ đáp cho động tác bear crawl gấu bò. Người sẽ tạo thành một hình chữ nhật, cổ tay chống thẳng hai dưới vai như thế này. Mũi các bạn vượt qua đầu ngón tay, bởi vì các bạn hay bị chống chéo như này, nó bị đau vai, hạ vai xuống. Đầu gối 90 độ, nâng đầu gối lên khỏi mặt đất 3 phân. Tay nọ chân kia bước về phía trước. Rồi mình thu về. Thở này. Hít này. Thở này.
Hít này. Đầu gối phải sát xuống đất, cách mặt đất 3 phân thôi. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. 30 giây nữa. Hú. 20 giây nữa. Song song với mặt đất. Yes. Rồi. Tiếp theo là mountain climb 30 giây. Chạy thật nhanh nhá. Người tạo thành một đường thẳng. Co đầu gối lên. Hít vào, thở ra. Đều đặn. Nửa thời gian rồi. Mọi người sẽ thấy là nó vào phần vai rất là nhiều luôn. 10 giây nữa. Nhanh lên mọi người ơi, nhanh lên nào. 3, 2, 1. Rồi, ok. Động tác tiếp theo là chúng ta sẽ crunch. 3 points crunch là động tác gập bụng lên 3 điểm. 3 points crunch. Mọi người set up nhá, nằm xuống này. Khi tập ấy, mọi người cứ tập trung vào bản thân mình thôi, các bạn đừng quan tâm nhiều đến việc là vóc dáng hay là cơ thể mình nó thay đổi thế nào. Cứ tập nhiều, tự khắc sẽ khỏe lên. Cuộn người lên này, cuộn phần cơ ngực lên. Mắt nhìn thẳng giữa hai đùi, hướng tay về phía gót chân để kéo cái người cao hơn 3 phân. Sau đó lại thu tay về phía thái dương. Và mình nằm xuống, lặp đi lặp lại như thế. Không cần làm nhanh nhưng mà mình cần phải sử dụng cơ bụng ấy. Thở ra này, cảm giác cái rốn đẩy xuống, kéo lên một chút này. Toàn bộ cái phần lưng dưới của mình nó phải chạm và ấn mạnh chắc chắn xuống dưới thảm. Chứ các bạn đừng kiểu lấy đà cho các bạn ngồi cao hẳn lên. Như thế thì nó sẽ bị đau phần lưng dưới. Nếu mình gồng chắc cơ bụng, ấn bụng và lưng xuống thì mọi người sẽ thấy là không bao giờ bị đau lưng khi thực hiện những cái động tác crunch. Thở. Đúng rồi. Làm đều đặn vào. Thở. 8 giây nữa nhá. Thở. Hít. Thở. Hít. 30 giây tiếp theo, ankle touch. Tay nọ chạm vào phía mắt cá chân kia. Sau đó mình đổi bên liên tiếp. Kéo tay về phía chân nhiều và xa để cái phần lưng của mình nó được, lưng và ngực được vặn nhiều hơn. Phần lưng dưới chạm đất. Khi mình đi như thế này thì cái phần vai còn lại của mình phải chạm đất. Tức là mình không lăn người lên, mình nhấn cơ thể chắc chắn và ổn định ở dưới thảm. 3 giây nữa. Rồi, ok. Chuỗi động tác tiếp theo là reverse crunch và crunch pose. Reverse là động tác crunch đảo ngược. Mình sẽ sử dụng cái phần cơ bụng để cuộn phần thắt lưng dưới và xương cụt lên trên cao mà không lấy đà. Chuẩn bị nhá. Chúng ta được nghỉ khá là dài luôn, nghỉ 30 giây. Rồi, chuẩn bị này. Bắt đầu cuộn lên này. Sau đó hạ xuống thật chậm và chạm nhẹ mũi chân xuống dưới thảm. Phần thắt lưng dính mạnh xuống dưới thảm. Cuộn lên này, giữ lại. Hạ xuống thật chậm. Cái lúc hạ xuống chính là lúc mà mình tập cho cái phần cơ bụng dọc rectus. Xuống chậm. Lên. Siết chặt cơ bụng lại. Hạ xuống chậm. Duỗi dài cái chân ra. Khi mình làm ấy, mình cố gắng mình đừng đẩy chân lên trời mà mình tập trung vào giúp cái phần xương cụt lên. Vì nếu mình vươn chân lên trời cao quá thì mọi người sẽ không thấy mỏi bụng nữa. Mình có cái tip tập động tác này là mọi người kéo đầu gối về phía ngực.
Rồi, tiếp theo crunch pose. Đây, chúng ta sẽ gập người lên như thế này. Tay đặt ở giữa hai đùi và kéo tay theo chiều ngang song song với mặt đất. Kéo tay qua giữa hai đùi của mình. Mắt nhìn vào giữa hai đùi. Bạn nào mà thấy mỏi cổ ấy, các bạn có thể dùng một ngón tay hoặc hai ngón tay để đỡ lấy đầu của mình. Mình chỉ dùng ngón tay thôi, vì nếu mà mình dùng cả bàn tay thì mọi người sẽ bị bớt đau bụng đi ấy. Trong quá trình tập thì mình thở ra, nhấn mạnh cơ bụng xuống phía dưới. Rồi hết. Tiếp theo là sit up và Russian twist. Sit up là cái động tác mà mình sẽ sit up là động tác tập cho cơ bụng dọc. Mình sẽ nằm xuống rồi mình ngồi lên. Mấy bài tập cơ này thực ra thì nó không làm cho chúng mình khó khăn gì cả. Bài ngày hôm nay thì mình set up toàn thân, nó không tập trung vào một nhóm cơ nên là nó sẽ không bị quá đau một nhóm cơ nào. Đây, cuộn người này, ngồi lên. Khi ngồi lên người mình vẫn ngả ra để mình vẫn dùng cơ bụng. Và mọi người nhớ cuộn tròn cái phần thắt lưng dưới lại. Kiểu mọi người ngồi bằng cái phần trên của mông á. Ngồi bằng cái phần trên của mông. Phần lưng dưới ngả ra đằng sau. Đó, lưng càng cuộn tròn thì càng đỡ đau phần thắt lưng. Nếu mà lưng thẳng thì mình sẽ khó gồng cơ bụng hơn. Mà cơ bụng mà không gồng chặt thì lưng sẽ bị đau thôi. Nên thở ra bằng miệng. Không lấy đà, mình làm thật thật chậm. Lên thở ra. Xuống hít vào. Trời cũng nóng rồi nên là nếu được thì mọi người tập trong cái phòng mà nó không có điều hòa. Mình cảm thấy là nó sẽ dễ hít thở hơn. Và nó đỡ bị khô cổ họng. Và nó cũng toát nhiều mồ hôi hơn. Cảm giác người nó nóng hơn ấy. Rồi lên, bây giờ mình giữ ở trên 30 giây. Russian twist. Vặn người từ bên này sang bên kia. Người ngả về phía đằng sau nhá. Ngả về phía đằng sau. Siết cơ bụng lại. Đẩy rốn vào trong. Vai đẩy ra xa khỏi tai. Đó. Khi vặn thì mình sẽ vặn cái phần lồng ngực. Lồng ngực của mình. Vặn từ bên này sang bên kia. Siết chặt cơ bụng lại. Cố gắng giữ cái phần đầu gối và phần mông giữ nguyên. Tức là mình không có lắc mông, mình vặn phần thân trên thôi. Và mình sử dụng cơ bụng siết chặt lại để giữ phần thân dưới cố định. Khi vặn thì các bạn đừng chỉ đi cái tay như này, mà các bạn hãy tập trung đi cái phần lồng ngực. Nhìn cái xương ức của mình nó vặn từ phía này sang phía kia. Ui, quá giờ rồi. Sorry, đoạn này mình làm bị quá giờ. Tiếp theo sẽ là những chuỗi động tác của các phần thân trên nhá. Đầu tiên sẽ là lunge to squat. Lăng to squat, sau đó sẽ squat 1/2 rep. Mọi người nhớ động tác này chứ? Nghỉ 30 giây, tha hồ thở, tha hồ bơm dưa lê bám dưa chuột. Không mệt một chút nào luôn ấy. Nào, bắt đầu từ tư thế lăng, bước một chân về phía đằng sau, đầu gối gập xuống sát mặt đất, lưng thẳng, đầu gối trước không vượt quá một chân. Đưa chân này vào tư thế squat, có nghĩa là hai mũi chân phải mở ra một góc 30 độ sẵn rồi. Sau đó bước về đằng sau. Liên tiếp. Khi mình squat, mông của mình phải hạ thấp hơn đầu gối. Các bạn luôn kiểm tra cái tư thế của mình liên tiếp trong quá trình mình tập để đảm bảo là mình đang cảm nhận, chứ không chỉ tập theo như một cái máy. Cảm nhận ở đâu thì nó sẽ tác dụng vào đấy. Nên là tập nó cũng giống như là một bài thiền động. Thiền có nghĩa là mình rất là chú tâm. Tiếng Việt thực ra thì thiền nghe có vẻ tôn giáo, thực ra thì người nước ngoài người ta hay dịch là chú tâm. Có nghĩa là mình rất tập trung vào một cái việc gì đấy và mình đang làm và mình cảm nhận. Rồi. Tiếp theo là 30 giây squat lên một nửa. Squat lên một nửa. Mông thấp hơn đầu gối. Rồi nhấn mạnh hai gót chân, hóp mông lại để đứng lên một nửa. Làm chậm thôi. 10 giây nữa. Hôm qua tập bài EMOM xong các bạn có bị đau mông không?
mình là hôm nay mông của mình đau dữ dội luôn ạ. Hết. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đổi bên. Lăng to squat, đổi bên kia. Tập bài EMOM training mà tập đúng kỹ thuật ấy. Mình jump squat nhiều. Rồi mình làm cái động tác plank to squat ấy, nên nó rất đau mông. Mà lúc đấy mình mệt quá rồi luôn ấy, nên là mình cứ nhắm mắt mình làm. Thế là ngày hôm sau ấy, cái cơ của mình nó sẽ rã rời luôn. Thật ra những cái bài jump squat là những cái bài cực kỳ hiệu quả. Nào, đổi chân, lăng to squat, đổi chân. Lần này nếu có thể thì mọi người hãy làm nhanh hơn, bởi vì là mình quen kỹ thuật rồi. Mình làm nhanh hơn thì nó sẽ lặp lại được nhiều lần hơn. Chậm rãi cảm nhận, mắt nhìn thẳng về phía trước để giữ được thăng bằng. Thì khi mình tập ấy, mình rất là tập trung vào cơ thể của mình, nó sẽ làm cho chúng mình có cái thói quen cảm nhận cơ thể của mình nhiều hơn. Bởi vì mình tập nhiều ấy, mình hay cảm nhận cơ thể của mình. Mình biết rất là rõ cơ thể của mình nó đang ở trong trạng thái nào. Nên là những khi mà mình ốm ấy, chỉ cần mình hơi ốm một tí thôi là mình sẽ biết có những cái cảm giác nó khác ngay. 30 giây tiếp theo, squat 1/2 rep, xuống, thở, xuống hít, lên thở. Cố gắng chỉ lên một nửa thôi, lên một nửa đường thôi. Và khi lên là lúc mà các bạn cần siết chặt cơ bụng, chặt lại, đẩy nó rốn vào phía trong. 10 giây nữa, mọi người làm được. Đừng sợ. 4 giây nữa, cố gắng nào. Xong. Rồi, rồi. Bây giờ sẽ là một chuỗi các động tác vào phần thân dưới, và nó gọi là động tác compound, có nghĩa là phải sử dụng nhiều nhóm cơ để tập. Động tác curtsy lăng, sau đó thì sẽ làm curtsy lăng to lăng, rất là đau. Tại sao mà chúng mình nên tập động tác lăng? Vì động tác lăng là nó tập vào một nhóm, từng nhóm cơ mông một, nên là nó sẽ làm cho cơ mông của bạn nó phát triển. Các bạn tưởng tượng là ban đầu cơ thể của mình nó chính là cái tạ, đúng không? Nào, curtsy lăng, các bạn bước chéo chân sang một bên này, hai hông thẳng về phía trước, xuống và lên. Đó, điều quan trọng nhất phải là hai hông thẳng về phía trước. Các bạn đừng bước chân xa như là lăng nhé, các bạn thu cái chân sát vào một tí. Chân càng sát vào thì các bạn sẽ càng cảm nhận được cái cơ mông của chân trụ nhiều hơn. Đó, quan trọng nhất là hông phải xoay thẳng về phía trước. Vì khi các bạn mở chân ra này, các bạn sẽ bị dồn trọng tâm vào chân sau nhiều hơn. Là cái mình muốn ấy, là trọng tâm nó phải dồn hết vào chân trước, để cho cái cơ mông của chân trước nó phải chịu trọng lượng nặng nhất có thể. Khi lên đầu gối của mình sẽ vẫn trùng nhẹ để nó vẫn vào cơ mông. Khi mà mình duỗi thẳng chân ra thì nó sẽ bị thả lỏng hẳn, thả lỏng hoàn toàn. Xuống hít vào, lên thở ra. Có một tip là các bạn dùng tay ôm lấy cái mông của cái chân trụ, các bạn sẽ cảm nhận được cái nhóm cơ nó hoạt động, các bạn sẽ làm nó tốt hơn. Rồi 30 giây, curtsy lăng to lăng này, curtsy này, xong về lăng này. Đó, curtsy, rồi lăng. Huh. 15 giây nữa, siết chặt cơ bụng lại, mắt nhìn thẳng về phía trước. 5 giây nữa, cố gắng nhé. Rồi, okay. Yes. Đây gọi là bài tập đau vừa đủ. Mọi người thấy đau vừa đủ không? Nó rất là vừa đủ. Tiếp theo, đổi chân. Đổi chân. Mình đang nói dở đến vụ thiền động. À, mình đang nói dở đến lúc mà mình ốm. Lúc mà mình ốm ấy, mình thấy là mình có cái cảm nhận là cơ thể của mình nó cảm thấy cực mệt mỏi ấy. Mình thấy mình hơi xi lăng nha. Mình thấy mình mệt mỏi hơn những người khác ấy. Không biết có phải thế không, nhưng mà lúc nào mình ốm ấy, mình cũng bị rất mệt, và mình cứ kiểu không thể làm được cái gì cả. Tại vì là kiểu mình cảm nhận cơ thể nó rõ lắm luôn ấy các bạn. Thậm chí là kiểu một cái gì nó hơi sưng lên thôi là cũng sẽ cảm thấy nó bất ổn. Đó, thì đấy là cái lợi ích của việc tập đây, là chúng mình sẽ rất là biết cơ thể của mình nó như thế nào ấy. Các bạn dùng tay này, các bạn ôm lấy cái mông, thậm chí
chí là ngày xưa ấy, mình khi nào gần đến ngày hành kinh ấy, ngày kinh nguyệt là mình cũng không thể biết trước được đâu, không bao giờ mình biết ấy. Nhưng mà khi mà mình tập quen rồi ấy, gần đến cái chu kỳ kinh nguyệt là cơ thể mình nó có cái thay đổi gì là mình sẽ cảm nhận được hết luôn, đúng không? 10 giây nữa, xuống hít, lên thở, xoay thẳng hông về phía trước. Rồi, khớp lăng thu lăng, bắt đầu 30 giây. Khi tập, ui, chỗ của mình trơn. Khi tập thì thường sẽ có một bên mông nó đau hơn bên còn lại. Lý do là do cái cơ bên đấy của mình cảm nhận tốt hơn. Thật ra ấy, tập mà đau được có nghĩa là phải cảm nhận cơ rất là tốt. Mà muốn cảm nhận cơ tốt thì cái cơ ấy nó phải khỏe. Đó, nó ngược lại. Vì mọi người hay nghĩ là cái bên nào đau hơn là cái bên yếu hơn ấy. Thực ra cái bên nào đau hơn mới là cái bên khỏe hơn, cơ đấy phát triển hơn thì mình sẽ cảm nhận nó tốt hơn. Mình tập được nó nhiều hơn, đúng hơn, sâu hơn, gồng nó mạnh hơn thì nó sẽ đau hơn. Ai cũng sẽ có một bên khỏe hơn bên còn lại nhá. Vì cơ thể của mình nó sẽ có bên thuận và bên không thuận đấy. Rồi, xong. Lại bị làm quá rồi. Rồi, động tác tiếp theo là single leg squat, sau đó sẽ làm 1/2 rep. Lâu lắm rồi mới tập động tác này. Nào, mình chuẩn bị cho động tác nhé. Single leg squat. Mọi người thường tập bên không thuận hay là bên thuận trước? Như mình là mình lúc nào cũng chọn cái chân không thuận để mình tập trước. Kiểu cái gì yếu hơn thì mình sẽ làm nó trước ấy. Rồi, chân còn lại chấm ở phía đằng sau, cách xa ra một xíu nha. Bắt đầu ngồi xuống, đầu gối mở theo hướng mũi chân. Dồn hết trọng tâm vào gót chân trước. Chân sau chỉ chấm nhẹ như là chấm vào một bát nước mắm thôi. Mông thấp hơn đầu gối, siết cơ bụng đẩy lên trên, lưng thẳng. Ấn gót chân để đứng lên, khi đứng lên không duỗi thẳng chân. Rồi sau đó làm lại. Mọi người làm liên tiếp nhá. Một động tác phải dồn toàn bộ sự tập trung vào động tác đấy thì mình mới có thể đau được ấy. Cứ tưởng tượng cái chân sau mình chỉ chấm thật nhẹ thôi. Và mình cứ nghĩ xem là mình đang dồn hết trọng tâm vào chân trước. Mọi người càng dồn vào chân trước thì nó sẽ càng vào chân trước. Ở động tác này có một cái cách tập nữa là mình sẽ nâng cái chân sau lên như này. Đó, xong mình ngồi xuống. Đấy, thì nó cũng vào hơn. Tuy nhiên là làm như thế thì mình sẽ không xuống được sâu hết biên độ để cơ mông nó căng ra. Rồi, 1/2 rep 30 giây. Bắt đầu xuống này, lên một nửa, xuống này, lên một nửa, xuống, lên một nửa. Ừ, 15 giây nữa, 10 giây nữa, 2 lần, xong. Ok, chúng ta sẽ đổi chân kia. Hôm nào đi tập cũng quên không mang khăn. Mồ hôi nó bị chảy vào mí mắt. Lát nữa lên mình sẽ phải rửa mắt bằng nước muối. Mọi người thấy sao? Động tác vừa rồi nó không quá nặng, nhưng mà nó có vào đấy. Nếu như mọi người muốn tập nặng hơn thì tất cả những bài tập này có thể sử dụng với cả tạ dumbbell nhá. Tạ cái này. Rồi, bắt đầu nhá. Let's go. 60 giây. Dồn toàn bộ sự tập trung chú ý của mình vào cái gót chân trụ. Xuống hít vào, lên nhấn gót chân để đứng lên. Cứ nghĩ về việc nhấn gót chân để đứng lên ấy, đứng bằng cái gót chân ấn xuống, chứ không phải đứng bằng cơ lưng vươn lên. Đứng bằng gót chân, đứng ấy, ấn gót chân xuống để đứng lên. Đúng rồi. Ấn nặng. Xuống hít vào, lên thở ra, dặn, siết cơ bụng một cái. Đó. Xuống hít vào, lên thở ra, dặn, siết. Khi hít thở, mọi người phải hít thở bằng xương sườn nhé. Và khi thở ra thì siết, đẩy rốn vào trong để nó sử dụng cơ bụng. Có nhiều người hay dạy là hít thở bằng bụng ấy. Nhưng mà thực tế thì điều đấy là không đúng. Vì dựa trên khoa học ấy, thì bụng, tức là phổi của mình ấy, nó không có nối với cả bụng. Nên khi hít vào, chúng ta không thể nào mà đẩy hơi thở xuống dưới bụng được. Nó chỉ có thể hít bằng lồng ngực và xương sườn thôi.
khi mà mọi người nói là hít vào phình bụng ra thì không đúng, hơi thở nó không xuống được bụng đâu, mình phải hít bằng lồng ngực của xương sườn. Còn đừng nên mình phình bụng ra, vì phình bụng ra nó làm bị thả lỏng cuộc sống. Hít vào thì nở xương sườn ra, bụng giữ nguyên, thở ra thì siết cơ bụng đẩy rốn vào trong, đơn giản thế thôi. Hít thở bằng xương sườn và gồng siết bụng. Xong. Ok. Chúng ta đã đi đến phần cuối cùng rồi. Bây giờ sẽ là sumo squat hold 5 giây ở dưới. Sau đó sẽ là sumo squat 1 cái rep. Thể theo nguyện vọng của mọi người, vì thấy mọi người comment khá là nhiều về việc là mọi người rất là sợ cái thanh phần trăm của bài tập, nên là mình sẽ đổi cái thanh phần trăm đấy thành số calo mà mình đốt được nhá. Nhưng nó sẽ là calo mà mình đốt được, còn bạn thì mình không chắc nha. Nhưng mà mình sẽ để như thế để cho các bạn có động lực tập ấy. Rồi, hai chân mở rộng hơn vai nào. Ngồi xuống, mở đầu gối theo hướng mũi chân, dồn trọng tâm vào gót chân, dồn về phía sang sau, giữ 5 giây. Trước khi mình đứng lên, mình phải thở ra, siết chặt cơ bụng, dặn một cái rồi đứng lên nhá. 1, 2, 3, 4, 5, dặn một cái rồi đứng lên. Khi mình dặn thì tư thế của mình nó sẽ tự đúng các bạn ạ. 3, 4, 5, dặn. Bài này mà cầm thêm tạ dumbbell thì cực kỳ sướng luôn nhá. 2, 3, 4, 5. Lặp lại. 5, 4, 3, 2, 1. Khi lên có cần phải siết mông, siết mông lại, siết mông lại, nhưng mà người thẳng, thắt lưng thẳng, không được đứng như thế này nha. Đứng thẳng. 5, 4, 3, 2, 1. Nhấn gót chân xuống, siết mông. Rồi, ok, 1 phần 2 rep. Xuống, lên một nửa. Khi lên mình phải hấp hai cái mông lại, hấp mông lại. Đó, muốn vào mông thì các bạn phải hấp mông lại khi lên nhá. Nhấn gót chân xuống và hấp mông lại. Thêm 10 giây nữa. 5 giây nữa. Rồi. Tiếp theo là kneeling to squat, sau đó sẽ đến jump squat. Cố gắng lên. Kneeling to squat là một trọng tác rất là vào mông. Jump squat 30 giây à. Khá mệt đấy. Nào, kneeling to squat này, vào tư thế squat này, bước chân về đằng sau, hạ đầu gối xuống dưới đất, dồn trọng tâm vào chân sau, sau đó nhấn gót chân để đứng lên, lưng thẳng. Chính động tác đứng lên đấy, nó sẽ vào cơ mông của chân trước, nhấn gót chân để đứng lên. Đó. Ở động tác này mình cần phải siết chặt cơ bụng để giữ cho lưng tạo thành một đường thẳng, tránh cái tình trạng là các bạn cong lưng, võng lưng, nó sẽ không có vào mông được. Tập đến đây là bắt đầu cảm thấy căng cứng phần đùi trước và mông rồi đúng không mọi người? Có nhiều người hỏi mình là sao tập cứ thấy đau đùi mà không thấy đau mông? Vì cơ mông của mình nó to hơn cơ đùi rất nhiều, nên là trong những cái động tác này thực ra nó sử dụng cả toàn bộ cái chân của mình. Đấy. Nên là cơ đùi bao giờ nó cũng sẽ mỏi trước, vì cơ đùi nó yếu hơn mà. Nhưng mà các bạn cứ tập nó sẽ vẫn là đang vào cơ mông. Còn để có thể đau mông được ấy thì nó phải là những cái động tác mà chuyên siết mông. Nào, jump squat 30 giây. Bạn nào mà bị đau khớp gối có thể đổi thành động tác basic squat nhé. Mông thấp hơn đầu gối. Xong. Ok. Ta sẽ đổi chân, cố lên. Mọi chuyện đều cũng sẽ qua đúng không? Mình cứ đi rồi sẽ đến. Mình đừng có nghĩ nhiều. Không phải chỉ trong việc tập luyện mà tất cả mọi thứ trong cuộc sống nó đều như thế. Nếu mình cứ suy nghĩ nhiều ấy, mình sẽ mất thời gian cho cái việc lo lắng, than vãn, suy nghĩ. Thay bằng như thế thì tốt nhất là mình đừng nghĩ, là mình cứ cắm đầu cắm cổ mình làm thôi. Và nó tương tự với cả việc tập luyện. Bớt nghĩ đi.
Cứ làm thôi. Nào bắt đầu vào squat trước. Bước một chân về sau. Nhấn gót. Đứng lên. Mình sẽ gọi là push nhá. Dạo này mình bớt dậy bằng tiếng Anh rồi đấy. Chứ thực ra ngày xưa khi mà mình đi training thì mình đều training ở nước ngoài hết. Mình train ở Sing, Malai, Bangkok. Nên là cái cách mà mình dậy ấy, nó sẽ là sử dụng động từ tiếng Anh. Push your heel through the floor các thứ. Nhưng mà cũng lâu lắm rồi nên là bây giờ mình không dạy nữa thì cái vốn từ tiếng Anh của mình nó rơi rụng rất là nhiều, nó không còn có cái phản xạ nữa. Nên dần dần mình chuyển sang dạy bằng tiếng Việt. Bởi vì thật ra dạy người Việt Nam ấy, nói động từ Việt Nam người ta sẽ dễ hiểu hơn rất là nhiều. Mà cái quan trọng trong một cái buổi tập nó không phải là việc mình thể hiện ra là mình giỏi hay mình chuyên nghiệp, mà nó là việc người tập người ta có hiểu hết những cái gì mà mình muốn truyền đạt hay không. Nên là dần dần mình đổi hết sang là dạy bằng tiếng Việt. Bây giờ tiếng Anh của mình càng ngày càng kém. Nào, 30 giây jump squat. Bắt đầu. Nhấn gót chân, mở đầu gối. À, 10 giây nữa. Cố lên mọi người. 7 giây nữa. Xong. Giỏi quá. Mình chúc mừng bạn nào mà đã làm được hết đoạn vừa rồi. Rất giỏi. Sắp hết rồi. Tiếp theo sẽ là walking lunges. Bạn bác này mới. Mình chưa dạy mọi người bao giờ. Đây. Mình sẽ đi từ đầu này của thảm sang bên kia của thảm. Cầm thêm tạ dumbbell khoảng tầm 5 cân mỗi bên ấy. Cực đau mông. Bạn nào có tạ thì chủ động cầm tạ nhá. Còn mình sẽ không cầm. Để cho những cái bạn mà không có tạ thì các bạn biết là không cần thiết. Nhưng mà nếu được thì tốt. Kiểu vậy. Đó, cho các bạn xoay lại. 4. Nhà bạn nào mà có chiều ngang rộng hơn ấy thì các bạn bước nhiều và bước dài hơn, bước cho đến hết chiều dài cái phòng của các bạn ấy thì nó sẽ rất là đau. Còn đây là chiều dài nó hơi ngắn nên là mình sẽ phải có một cái nhịp nghỉ. Đây, nghỉ khi mình xoay lại. Muốn làm được cái này, đầu gối sau phải hạ xuống sát mặt đất, gót chân phải nâng thẳng lên trời và lúc bước các bạn phải bước rộng cái chân ra, bước dài cái chân ra các bạn. Mình nói thật, động tác này cầm tạ sướng cực. Mình ra phòng gym ấy, mình tập với tạ nặng để cho nó kiểu nó challenge bản thân ấy. Vì mình thích thật to, kiểu thế, mình thích trông nó thật là to. Mình thích challenge bản thân ấy. Nên là vào sumo squat 1/2 rep. Bắt đầu. À đúng không? Đúng. Sumo squat 1/2 rep. 30 giây. Cố lên. Chúng mình nhớ nhá, đừng nghĩ gì cả nhá. Trong đầu của chúng mình sẽ luôn có những cái suy nghĩ kiểu dừng lại hay không dừng lại, bỏ cuộc hay không bỏ cuộc. Vấn đề là mình đừng nghĩ gì cả, mình cứ làm thôi. Xong. Tiếp theo. Một set cuối cùng rồi. Bây giờ sẽ là backward stepping lunge. Ui, hơi chóng mặt. Bước từng chân về phía đằng sau. Kiểu như vậy. Sau đó thì sẽ jump lăng. Ôi thôi xong rồi các bạn ơi. Đây sẽ set cuối cùng, chốt sổ. Nên là mình cho jump lăng. Để cho các bạn có một cái gọi là vượt qua chính mình để về đích ấy. Sẵn sàng nhá. Bước từng chân về sau này. Let's go. Xuống. Và về. À nếu mà được thì lúc về các bạn về vào tư thế front squat như này này. Nó sẽ đau hơn rất nhiều luôn. Front squat này. Đó, có nghĩa là mình không đứng thẳng mà mình hạ mông xuống thấp hơn đầu gối, hai bàn chân song song với nhau và hai chân chỉ mở rộng bằng hông. Khi mình nói mở rộng bằng hông thì các bạn phải nhìn vào gương xem là cái hông của mình nó rộng như thế nào. Vì nhiều khi mình nói là chân rộng bằng hông nhưng mọi người không biết rộng thật ra ấy, kiểu như mình không xác định được hông của mình nó từ đâu đến đâu ấy. Đây, sờ vào hai cái phần hông này của mình, đấy chính là cái chiều rộng của cái chân nhá. Mông xuống thấp hơn đầu gối nào. Vào ấy chứ.
30 giây lăng là phê em ấy. Mọi người có bị mệt không? 30 giây cuối cùng cùng mình vượt qua nhá. Cùng nhau. Sẵn sàng chưa? 2 1 bắt đầu. Chúng mình có thể làm được. Mình làm được thì mọi người cũng làm được. Mình là người chứ không phải thú đâu. Mệt quá thì kêu lên, nhưng không dừng lại. Mình có thể nhảy chậm lại, nhưng mình không dừng. 10 giây nữa thôi. 10 giây quá là nhanh. Cởi quần áo còn lâu hơn 10 giây. Một cái cuối cùng. Xong. Vậy là chúng ta đã kết thúc xong bài tập ngày hôm nay rồi. Một tràng vỗ tay dành cho tất cả các nữ chiến binh của tôi. Tiếp theo sẽ là 3 phút giãn cơ. Mọi người thấy căng cơ đùi trước đúng không? Vậy mình sẽ giãn cơ đùi trước. Ngồi xuống. Mở hai đầu gối ra. Duỗi mũi chân ra. Tách ra một tí để chừa chỗ cho cái mông của mình đặt xuống. Đó. Đó. Đặt tay ra phía đằng sau. Đó. Chống khuỷu tay. Bình thường các bạn hay phình bụng lên này đúng không? Bây giờ các bạn hóp bụng lại đi. Hóp chặt bụng lại giúp mình. Động tác này phải hóp bụng lại vì mình ưỡn ra đằng sau nó dễ bị đau thắt lưng. Đó, sau đó các bạn hít sâu vào mũi, thẳng cổ lên. Từ từ cảm nhận cái cơ đùi trước của mình nó căng ra. Mồ hôi cũng đầm đìa ra phết đấy. Quá là vui và sung sướng luôn. Mỗi ngày 30 đến 40 phút thiền động, chú tâm vào bản thân mình. Mình tin là cái chất lượng cuộc sống của các bạn nó sẽ được cải thiện rất là nhiều. Chất lượng về tinh thần, cảm xúc tinh thần, sức khỏe tinh thần các bạn sẽ tốt hơn rất là nhiều. Rồi, các bạn giãn phần lưng kỹ nữa nhá. Lưng cũng quan trọng lắm nè. Kéo giãn phần lưng dưới. Rồi, chống tay thẳng vào vai. Cuộn tròn, thắt lưng. Cong tròn cái lưng lại. Đẩy rốn và phần lưng lên trên trần nhà. Ánh mắt nhìn vào giữa hai đùi. Vai đẩy ra xa khỏi tai. Sau đó các bạn mở hai chân sang ngang. Ấn bắp chân xuống, duỗi thẳng chân. Duỗi lưng như thế này. Kéo giãn lưng cơ đùi sau. Bài tập quá là sướng luôn. Vậy là chúng ta đã kết thúc xong bài tập ngày hôm nay rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng với mình và lựa chọn mình là huấn luyện viên riêng của mọi người. Giãn ngực. Hy vọng là nếu mọi người có điều kiện thì hãy ủng hộ mình qua những cái dịch vụ sức khỏe mà mình xây dựng trong suốt 12 năm qua. Ví dụ như là phòng tập dành cho phụ nữ Inspirotic Fitness, có 3 cơ sở tại Hà Nội và 3 cơ sở tại Hồ Chí Minh. Kéo căng phần vai và ngực nhé các bạn, đừng có bỏ qua đoạn này, kéo căng ngực ở phía đằng sau. Ngoài ra thì là dịch vụ huấn luyện viên cá nhân trực tuyến dành cho tất cả mọi người trên khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là người Việt Nam, kéo hiệu tay sang bên. Bọn mình sẽ hướng dẫn dạy online và video call với mọi người để coi như là một người bạn đồng hành cùng mọi người trên cái con đường mà mọi người cải thiện sức khỏe của mình. Nhiều bạn hay thắc mắc là có Hana dạy ở trên YouTube rồi thì tại sao vẫn phải đi tập ấy? Tại vì là mỗi một cái phương pháp tập nó sẽ phù hợp với từng đối tượng người khác nhau. Những cái người mà tập trên YouTube với mình ấy phải là những cái người mà họ rất là kiên định và có cái khả năng tự kỷ luật bản thân. Và cái quỹ thời gian cũng hạn hẹp khiến cho họ không đi được ra phòng tập nữa. Đấy, nói chung là thường là những người có tính kỷ luật cao và có khả năng kiểu tự. Còn có rất nhiều người mà họ chỉ tập theo mình được khoảng vài buổi thôi là họ nản, họ chán, họ bỏ ấy. Thì những người đấy là cần phải có một người dạy và làm người bạn đồng hành, nhắc nhở, nhắn tin cho mỗi ngày. Thì họ sẽ phù hợp với đến phòng tập hoặc là thuê huấn luyện viên cá nhân trực tuyến. Những người mà không có thời gian đến phòng tập mà muốn tranh thủ tập mỗi ngày mà vẫn có người nhắc nhở thì nên thuê Inspire Online Coach ấy. Còn ai mà có điều kiện đến phòng tập rồi thì không nói làm gì. Căng cơ đùi sau. Ngoài ra thì mình còn có dịch vụ
Bếp Inspire là bếp nấu ăn healthy theo macro tính CDE cá nhân từng người, và cũng bán những cái đồ ăn ăn tại chỗ. Có cửa hàng rất là chill, mọi người có thể ngồi ăn là sẽ có cả nước uống cho mọi người luôn, giống như một quán cà phê, một cái restaurant ấy đó. Khi mà mình mới thành lập cái dịch vụ đấy cách đây khoảng 6 tháng thì nói chung là mình cũng không biết cách vận hành, nên là quy trình nó còn lôm côm lắm, nên là kiểu nhân viên của mình hay làm sai, hay giao thiếu. Buồn cười lắm, kiểu có hai shipper đến thì giao đồ của lần này sang cho shipper còn lại. Nói chung là cái đấy là do sự sai sót của con người, nên là mình không biết làm nào. Thì dạo gần đây mình đã thay đổi bằng cách là thuê người quản lý vận hành chuyên nghiệp, nên là mọi thứ đang dần ổn định hơn và đồ ăn thì đầy đặn hơn rồi. Nói chung là mọi thứ chỉ chua rất là nhiều, nên là rất hy vọng nếu mọi người có thể thì hãy ủng hộ dịch vụ của mình. Còn nếu không thì mọi người chỉ cần like và comment cho mình thật là nhiều là đã giúp mình phát triển kênh YouTube nhiều hơn rồi. Và nếu mà được thì hãy share cái câu chuyện thay đổi của mọi người lên trên group Healthy Life with Hannah Giang Anh để mình tạo động lực cho mọi người này, và kêu gọi bạn bè đi tập nữa. Mình không chỉ làm điều này cho bản thân mình mà chúng ta hãy cùng nhau chung tay để nâng cao sức khỏe cho cộng đồng cả. Ngày xưa Bác Hồ nói là dân giàu nước mạnh gì ấy, tóm lại là dân cường nước thịnh, ý là dân mà khỏe thì nước cũng sẽ thịnh vượng đấy. Thế thôi, cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye.